Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Quý vị và các bạn thân mến, các căn bệnh liên quan đến vấn đề dạ dày hiện tại đang rất là phổ biến, và nếu mà không được chữa trị kịp thời thì nó sẽ gây ra các cái biến chứng rất là nguy hiểm, và tiêu biểu đó chính là biến chứng gây ra bệnh ung thư dạ dày. Vậy thì đối với những bệnh nhân đã bị ung thư dạ dày rồi thì chế độ dinh dưỡng như thế nào là hợp lý và góp phần giúp cho bệnh có những tiến triển tốt hơn? Thì để trả lời cho câu hỏi đó, ngày hôm nay chương trình đã mời đến trường quay dược sĩ Trần Duy Khanh sẽ cùng chúng ta giải đáp vấn đề thắc mắc này. Vâng, xin chào dược sĩ Trần Duy Khanh và cảm ơn anh đã nhận lời mời của chương trình ạ. Xin chào MC Thúy Nguyên, xin chào quý vị khán giả. Và thưa chuyên gia, từ vừa rồi thì chương trình có nhận được câu hỏi của một vị khán giả, đó là bạn Thùy Dung sống tại Hà Nội, có câu hỏi như sau. Thưa chuyên gia, mẹ của cháu năm nay 53 tuổi, được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư dạ dày và đã được phẫu thuật cắt bỏ dạ dày toàn phần, hiện tại đang chờ hóa trị. Vậy xin chuyên gia tư vấn giúp cháu về chế độ dinh dưỡng cho mẹ trong giai đoạn hóa trị, nên và không nên ăn thực phẩm gì để đảm bảo cho thể trạng được tốt trong suốt quá trình điều trị bằng hóa chất ạ. Và trong giai đoạn hóa trị thì sinh hoạt như thế nào cho hợp lý? Cháu xin cảm ơn chương trình rất là nhiều. Vâng, và để cho quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về cái vấn đề mà chúng ta sẽ nhắc tới ngày hôm nay thì chuyên gia có thể nêu kỹ hơn về căn bệnh ung thư dạ dày, ta có thể hiểu căn bệnh này như thế nào? Cảm ơn câu hỏi của MC Thúy Miền cũng như là câu hỏi đã gửi đến chương trình của quý khán giả. Ung thư dạ dày chỉ tình trạng là có một khối u ác tính hình thành trong dạ dày. Khối u này hình thành do sự phát triển quá mức của tế bào dạ dày. Nếu mà không được điều trị kịp thời thì khối u này rất dễ là di căn đến các bộ phận khác và nguy cơ dẫn đến tử vong là rất là cao. Trong cái giai đoạn ban đầu ấy thì các khối u này nó vẫn còn nhỏ nên là bệnh nhân chưa cảm nhận được là những cái triệu chứng này diễn ra, nhưng mà qua dần dần qua thời gian khi mà khối u đang tiến triển dần lên thì bệnh nhân sẽ cảm thấy là đau phần bụng trên này, rồi cảm giác như là khó tiêu hoặc là cảm giác rất là nặng bụng. Một số cái triệu chứng như là ăn uống nào là khó tiêu này, ăn uống cảm giác như bụng nó cứ nặng chỉnh chỉnh ấy, nó nặng, xuất huyết tiêu hóa này, buồn nôn, nôn ói, thậm chí là khi mà vừa mới ăn xong ấy, đã ói ra luôn, xuất huyết tiêu hóa này, rồi trứng khó nuốt, tức là cái đường hẹp, cái đường giữa thực quản và dạ dày ấy, nó bị hẹp lại, cho nên là cái việc nuốt nó sẽ khó. Bệnh ung thư dạ dày này nó tiến triển đến mức hơn nữa thì nó sẽ di căn đến gan và các bộ phận khác nội tạng trong cơ thể. Thì khi mà nó đã di căn rồi thì gần như là bệnh nhân rất là khó điều trị. Vâng, thưa chuyên gia, vậy thì đối với trường hợp của mẹ bạn Thùy Dung thì đang chuẩn bị bước vào một đợt hóa trị, thì chuyên gia có thể đưa ra một cái lời khuyên về chế độ ăn uống như là dinh dưỡng để cho bạn có thể chăm sóc mẹ của mình tốt hơn được không ạ? Ở trong trường hợp của mẹ bạn là đã cắt toàn bộ hoàn toàn là dạ dày rồi, vậy thì tức là cái phần chứa thức ăn bây giờ là do đoạn dưới của dạ dày, tức là đoạn ruột non đã nối với thực quản, cái đoạn này sẽ phình ra để chứa thức ăn. Vì vậy là cái chức năng tiêu hóa cũng như là chứa đựng thức ăn ấy, nó không hoàn toàn như là người bình thường. Vì vậy là chúng ta cần phải có một cái chế độ ăn nó khác một chút với chế độ ăn giảm những cái loại đồ ăn có chất kích thích như là các đồ ăn cay nóng này, các đồ ăn mà nhiều dầu mỡ, nhiều cái đồ ăn chiên xào, mà nên ăn những cái loại thức ăn dễ tiêu hóa, ví dụ như là cơm nhão nhão một chút hoặc là cháo loãng này, hoặc là các loại rau quả, nhưng mà tốt nhất là nên nấu kỹ một chút để cho nó dễ tiêu hóa. Vâng, có thể thấy là chế độ dinh dưỡng thì chúng ta nên sử dụng những loại thực phẩm mềm đúng không ạ? Và mềm và được đun chín kỹ để có thể giảm sức ép cho cái phần ruột non mà thay cái chức năng cho dạ dày đấy đúng không ạ? Ngoài ra thì cái chức năng của dạ dày nó cũng có một phần là hấp thu thức ăn, nó là một phần thôi nhé. Thì khi mà dạ dày đã bị cắt hoàn toàn rồi thì cái việc là thiếu vitamin, thiếu các chất dinh dưỡng nó cũng là nhiều hơn so với người bình thường. Vì vậy trong cái chế độ ăn nó cũng cần một chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, cung cấp các loại thêm bổ sung các loại vitamin để cho cơ thể nó hấp thu dễ dàng hơn.
ngoài chế độ dinh dưỡng hợp lý thì có thể kết hợp với các cái chế độ sinh hoạt cũng như là các thói quen hàng ngày để có thể giúp cải thiện tình trạng của bệnh không ạ? Bệnh nhân nên có một cái chế độ ăn với những cái thức ăn mềm. Cái chế độ sinh hoạt thì bệnh nhân nên có cái chế độ sinh hoạt không nên vận động mạnh này. Tập thể dục thì có thể là các vận động nhẹ, ví dụ như là đi bộ bình thường tầm khoảng 30 phút, không có những cái bê vác hoặc là những cái lao động nặng. Ăn uống thì nên ăn uống những cái loại đồ ăn mềm, tránh những loại đồ ăn cứng như là sụn này, hoặc là các gân, hoặc là những cái loại đồ ăn sống, ví dụ như là rau hoặc là củ. Những người mình khi mà vào trong cơ thể thì nó đòi hỏi là cần phải co bóp, mà cái chức năng của dạ dày đã bị cắt hoàn toàn rồi thì cái chức năng co bóp nó đã bị giảm gần như là không còn nữa rồi. Hy vọng qua những chia sẻ của chuyên gia vừa rồi thì bạn An Anh đã có thêm cho mình những kiến thức để có thể chăm sóc mẹ của mình tốt hơn, và chúc bác luôn thật nhiều sức khỏe và sớm bình phục. Vâng, và với quý vị khán giả, nếu muốn được tư vấn kỹ hơn về từng trường hợp bệnh cụ thể thì quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0823 800 102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Và thời lượng của chương trình của chúng tôi đến đây cũng đã hết rồi. Và nếu quý vị muốn theo dõi thật nhiều hơn nữa những thông tin sức khỏe hữu ích thì hãy nhớ theo dõi chúng tôi vào khung giờ 20 giờ hàng ngày trên kênh IDC Live. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.